Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho anh em một thủ thuật trên Messenger. Anh em có thể tự cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn trên Messenger bằng điện thoại di động rất đơn giản và nhanh chóng. Và video này mình chia sẻ cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình. Bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Bây giờ anh em sẽ tìm cuộc trò chuyện mà anh em muốn tự động xóa tin nhắn. Bây giờ mình sẽ chọn cuộc trò chuyện với ChopMe. Bây giờ anh em chọn vào chỗ biểu tượng hình tròn có chữ Y ở đây. Tiếp tục anh em tìm đến cái phần đi đến cuộc trò chuyện bí mật. Rồi, ở đây nó sẽ mở cho anh em một cuộc trò chuyện mới. Và anh em chỉ lưu ý cho mình cái phần cái hình giống như cái đồng hồ ở đây. Và ở đây là anh em đặt thời gian để tin nhắn tự xóa. Và thời gian ngắn nhất là 5 giây. Thời gian tối đa là 1 ngày nha anh em. Bây giờ mình sẽ chọn là 10 giây. Sau khi anh em chọn thời gian xong rồi, anh em sẽ nhấn vào chữ OK. Bây giờ mình sẽ nhấn chữ xin chào. Rồi, chọn gửi. Khi người bên kia mở tin nhắn lên, tức là đọc tin nhắn, thì nó mới bắt đầu tính thời gian anh em. Giống như anh em đang thấy là thời gian nó đang giảm xuống 3 giây, 2 giây, 1 giây. Dạ, tin nhắn tự mất anh em. Rất là đơn giản. Và hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em cách tự động xóa tin nhắn trên Messenger. Và video này mình xin dừng lại nha anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.